Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai sáng nay đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 11 năm 2023. Tham gia sàn có 22 đơn vị với tổng nhu cầu tuyển dụng là trên 1.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm phần lớn với trên 80%. Tại sàn giao dịch có khoảng 300 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đã tham gia sàn. Kết quả các doanh nghiệp đã tiếp nhận trên 220 hồ sơ, trong đó cao đẳng, đại học 27 người, trung cấp 29 người, sơ cấp nghề 4 người và lao động phổ thông 164 người. Dự kiến có 200 người được tuyển dụng. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cho biết do nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thời điểm này không nhiều nên từ nay đến cuối năm, trung tâm chỉ tổ chức mỗi tháng một sàn giao dịch để trực tiếp tuyển dụng lao động. Ngoài ra tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến, đồng thời đăng thông tin tuyển dụng trên các trang web của trung tâm, các cơ quan báo chí trong tỉnh.